Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình dẫn các bạn đến thăm bệnh viện Bạch Mai. Đây là khu vực căng tin. Đây là trung tâm đột quỵ này. Căng tin nhưng mà chắc là bệnh nhân ăn thôi. Còn trước là mình thấy là người nhà là ăn ở khu vực này cơ. Mình chưa ra bao giờ. Ai mà có người nhà mà bị đột quỵ thì đã rất là quen thuộc với góc quay này. Phía ngoài này cái cổng đây thì đây là điểm thu viện phí này, và kia là nhà thuốc dành cho những ai mà đến đây thì mua thuốc ấy. Các bạn cứ sang bên kia đường và các bạn đến cái nhà thuốc Long Tâm này. Đấy, các bạn thấy nhà thuốc Long Tâm bên kia đường không? Thì cái nhà thuốc đấy nó thuốc nó rẻ, mình được đứa em của công ty nó chỉ cho. Thuốc nó rẻ, các bạn cứ đi bộ từ cổng đi bộ lên cái cầu sang đường kìa. Đấy, các bạn đi rẽ bên tay trái, rẽ trái xuống là có đến luôn cái nhà thuốc Long Tâm. Nhà thuốc đấy thì nó rất là rẻ và thuốc gì cũng có. Trước mình có thử mua ở cái nhà thuốc này thì thấy nó thuốc nó thiếu, có nghĩa là sẽ thiếu thuốc và họ sẽ bảo mình ra bên ngoài mua, nghĩa là trong bệnh viện này không phải chỗ nào cũng có đâu. Đấy, và bên tay phải này đây là có quầy tiện ích này. Bên gần này thì thấy là có ghế để cho người nhà nghỉ thì nó cũng đỡ hơn bệnh viện khác. Như chị này đây ngủ ở đây thì rét lắm này. Rồi bây giờ khí hậu nó vẫn chưa lạnh lắm, chứ còn để một hai tháng nữa thì rét, nằm ngủ ở đây thì phê thôi rồi luôn. Cái đèn gì? Là lại bảo bác sĩ là lúc nào xong thì gửi. Mình phải báo thế. Thế nhưng bây giờ tôi thử giờ đi ngóng cái tôi bảo được, không thể thử được. Thôi bác sĩ bảo sao có làm không ơi. Nghe lời bác sĩ chứ. Thế cụ không muốn khỏi bệnh nha. Thử đi cho đỡ mất công không ạ? Nhà cháu 5 lần rồi đây. Không. Nào tôi có máu có cái. Tôi sợ mất máu à? Đấy có một tí này có gì đâu mà. Tôi nói bài tôi ở đây nhé. 3 lần đấy. Cháu 5 lần rồi đây. Ông bị bệnh gì đấy chị? Đột quỵ ạ. Ô, chị giống bố em. Đột quỵ 2 lần rồi. Nhưng mà sao lại một tuần trước lại là thử máu này? Hơn tháng trước. Hơn một tháng rồi ạ, à, lẫn rồi. Hơn một tháng thì nó khẽ thả bác sĩ khám một lần. Thế phải thử máu, không ạ? Không. Không có bị tiểu đường không ạ? Dạ. Không bị tiểu đường không? Không. Bệnh gì cả. Chị với ông từ đâu đến đấy ạ? Ui ôi, từ Nam Định mà đến đây. Đấy, từ dưới Nam Định đi từ 4 giờ sáng. Ôi ông ơi, ông vào thử đi. Ôi. Ông ạ. Từ Nam Định đến đây mà không đi từ 4 giờ sáng.
Ông ơi, ông đi xa thế ông vào ông thử máu không, tí không, cho xong không, không ông thử, không thử đâu. Chứ bây giờ ông không thử rồi, chẳng may rồi lại không, tái phát ra đấy rồi là khổ ra. Tôi nói gì, mới thử bốn lần tôi bán đấy, tí là bảo anh cầm cái giấy tờ ấy. Ôi bố cháu bị giống ông này, tháng nào cũng phải thử. Không, tôi nói hôm nay tôi thử. Ôi thật đi. Wow, khổ. Ông vào thử máu cái rồi về ông ạ. Không, chứ không phải ông đứng đây làm gì. Không. Tí rồi anh ấy không phải thử đâu. Nó các cái gì thử. Ôi. Nằm viện không nằm khá ra về thôi mà hôm sau lại nên bọn em ép lắm rồi lại nên xin vào thôi. Thương kinh khủng này. Cái bệnh này thế đấy chị ạ, bố em đợt trước cũng ấy đó. Mà bố em đỡ hơn không? Ông này chắc đi cấp cứu viện viện chuyển lên chuyển thẳng lên đây mà đến chiều tối nhập viện 8 giờ đêm không làm sao được nữa, bác sĩ họ không thể thuyết phục nữa họ cho về. Chán này. Chứ không phải ấy đâu, không phải bệnh sự nặng chữa ra đâu. Ai... nhức đầu. Lẽ là còn định khám từ tuần trước đấy nhưng không đi được, cứ hoãn mãi và hẹn bác sĩ hoãn đi hoãn lại. Anh đừng đây, anh giằng ông của em thì mình sẽ vào. Họ bảo rồi, tao nói với mọi người, tao vừa vào rồi nhá. Bây giờ là thôi đi và về thôi. Máu với không chịu vài, mà máu gì tôi nói giờ gọi rồi nhá. Tôi nói ngay ở cái bệnh viện nó thương về từ từ luôn. Thuốc gì có thuốc đây, thuốc ở ấy. Có thuốc gì mà thuốc. Không có gì tôi bảo rồi, tôi nghe rồi. Thuốc về thì chịu trách nhiệm cho kia thôi. Không ấy nữa. Bây giờ đi hiện tại tại muốn làm rồi mới ngoài máy rồi mà chỉ có thôi không ấy nữa, không cần rồi, về thôi. Khô quá, tôi bảo rồi, đi tôi bảo rồi, không nữa thôi, không khám nữa. Nãy vừa bảo họ rồi, giờ cứ máu làm sao suốt ngày. Ngon thôi. Con gặp bác sĩ đang không? Con không gặp bác sĩ đang. Cho sốt ruột thế nào cũng sợ rồi. Bây giờ cho vào công ngồi, không ngồi. Xá vào đây rồi tôi gặp bác sĩ đi thôi đấy, để đứng mưa. Thế gì nữa? Không, con gặp bác sĩ ra. Con gặp bác sĩ ra rồi về. Thế gì nữa? Này, cả nhà không ai nói được không ạ? Làm tạm, nói sao? Vậy là mình sẽ phải đợi từ 8 giờ sáng đến 10 rưỡi hoặc 11 giờ sáng để lấy cái kết quả xét nghiệm máu đó. Thế là coi như là đi từ lúc 6 giờ và đến tận 11 giờ mới xong việc, là mất toi đến 5 tiếng à. Trời, mất 5 tiếng từ lúc đi rồi về đến nhà cũng phải đến 12 giờ mới về đến nhà. Thế là mất toi 6 tiếng đấy, 6 tiếng đấy các bạn ạ. Mà nhà mình gần nhá, có
gần 30 cây số thôi, đi tự chủ đi được, chứ còn như vừa rồi cái trường hợp của cái chị gì đấy và cái ông kia kìa, đi từ lúc 4 giờ sáng đấy đến tận gần 7 giờ mới đến nơi đấy, vất vả lắm, đi từ Nam Định vất vả lắm, cho nên mình gần đây vẫn còn cảm giác là vẫn mệt mỏi, nên là đợi lâu quá mình quyết định ra xe nằm ngủ cho đỡ mệt. Bởi vì hôm qua tối hôm qua uống 3 chén rượu nên là không ngủ được, mệt thôi rồi luôn. Lát nữa về thì đây tiện thể là mình sẽ có đơn thuốc và mình sẽ mua thuốc luôn, đỡ phải ngày mai đỡ phải quay lại đây để mua thuốc. Thì mua ở gần bệnh viện Bạch Mai này thì thuốc nó sẵn, loại nào cũng có, và cái quầy thuốc Long Tâm nó rẻ cho nên mình quyết định mua ở đấy. Đấy các bạn thấy cái hành trình đi bệnh viện ấy, nhà mình gần nhá, mà còn mất nhiều thời gian thế thì những trường hợp mà ở xa ấy, vài trăm cây số, thì mình thấy thực sự mỗi lần đến đây vất vả mà tốn kém tiền xe tiền xiếc là cũng mất đến hàng triệu bạc, cả đi cả về mất đến gần 2 triệu đấy, còn tiền ăn tiền uống nữa đấy. Nói chung là những người mà xa phải về xuống Hà Nội này khám và chữa bệnh rất là vất vả. Ok, xong rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình chạy sang bên kia mình mua thuốc. Thì mình giới thiệu cho các bạn chỗ mua thuốc rẻ. Đây chào các bạn. Đi từ bên cổng bệnh viện Bạch Mai lên cầu này. Đi xuống. Nhà thuốc này mua này. Không bán nữa. Long Tâm. Trong cái nào có trong cái vật trong cái chuyển tiếp thôi. Thuốc Long Tâm nhé. Đường chỗ này cấm biển cấm đỗ này, không hiểu là xuống mua thuốc kiểu gì để xe ở đây à? Không lẽ để ô tô ở đây à? Cày quá, thuốc ở đây không đủ, phải di chuyển. Ở đây có hai chi nhánh nhá. Chỉ nhánh giờ mình ra chỉ nhánh thứ hai để mua này. Bay mất gần 6 củ rồi các bạn ơi. Đấy, mỗi tháng bay mất hơn 3 củ. Lần này thì không hết, không phải mua thuốc tiểu đường thì đỡ hơn được vài trăm nghìn. Quốc bộ quá trời luôn. Được rồi, nhà thuốc ở đâu à? Mẹ, chỗ này nó cắm biển cấm đỗ xe này, mình không dám lôi xe ra đỗ luôn. Quốc bộ được khổ. Thank you.
hỏng rồi. Đi bộ vượt qua. Di chuyển đi vào lòng đất, đi vọt qua. Ngu quá, ngu quá. Nó ở ngay đây. Bó tay. Ôi giời. Nó ở đối diện ngay bệnh viện Bạch Mai. Chạy đi bọt lên. Ít cái trên. Long tâm. Cái đấy là một triệu không anh? 10 triệu. Bây giờ rẻ rồi, bây giờ khoảng gần 9 triệu. Cái đấy mọi người hay review, quay tốt lắm. Cái này quay nó như gọn. Ở đây thanh toán cái kiểu gì, chuyển khoản hay là quét mã? Chuyển khoản. Quay cái này thôi.
quay được không? Được không? Không ạ. Không được không quay được. Video hành trình đi đến bệnh viện Bạch Mai của mình hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.